Xin kính chào quý vị khán giả thân thiết của kênh Nghệ An TV. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự nóng nhất, mới nhất mỗi ngày. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Gia đình cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Trung Kiên mới đây đã nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục tổng số tiền khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng nhận hối lộ trong vụ án chuyến bay giải cứu. Chiều 24 tháng 7, luật sư Hà Mạnh Huy thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội là một trong ba luật sư bào chữa cho Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, chị gái của bị cáo này vừa nộp thêm 7 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho vụ án chuyến bay giải cứu. Sau diễn biến này, Phạm Trung Kiên đã khắc phục khoảng 42 tỷ đồng trong số 42,6 tỷ đồng đã nhận hối lộ. Ông Kiên là người bị viện kiểm sát cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất liên quan các chuyến bay giải cứu với 253 lần. Sau khi vụ án nhận hối lộ tại Cục lãnh sự bị khởi tố, Phạm Trung Kiên đã chủ động trả lại các doanh nghiệp khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, gia đình bị cáo nộp thêm 15 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong quá trình xét xử, hội đồng xét xử nhận thấy đơn của chị gái bị cáo Kiên xin được nộp 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả thay em trai. Hội đồng xét xử đã xác nhận vào đơn để gia đình nộp tiền, bởi phải có xác nhận của tòa thì cơ quan thi hành án mới thu tiền. Sau 12 ngày xét xử 54 bị cáo trong đại án chuyến bay giải cứu, Tòa án nhân dân Hà Nội đang nghị án và dự kiến ra phán quyết vào chiều 28 tháng 7. Phạm Trung Kiên là bị cáo duy nhất bị viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình với cáo buộc nhận hối lộ, công khai, trắng trợn nhất. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Phạm Trung Kiên bị đưa ra xét xử với cáo buộc nhận hối lộ 253 lần, tổng số tiền 42,6 tỷ đồng trong quá trình cấp phép chuyến bay. Trong phần luận tội, viện kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo là nhận hối lộ nhiều nhất, thủ đoạn trắng trợn nhất. Viện kiểm sát cũng phản bác các quan điểm bào chữa của luật sư và bị cáo rằng không thể vô ý mà nhận hối lộ tới 253 lần. Tại tòa, nhiều bị cáo là đại diện doanh nghiệp đưa hối lộ cho bị cáo Kiên ép buộc họ chi từ 100 đến 150 triệu đồng trên một lần cấp phép chuyến bay. Một bị cáo khai, Kiên chụp ảnh nói thứ trưởng ký rồi, anh chuyển tiền thì có dấu. Tuy vậy, Kiên khẳng định bản thân không đe dọa ép buộc các doanh nghiệp phải chi tiền cho mình vì anh ta chỉ là thư ký, không có thẩm quyền cấp phép xét duyệt các chuyến bay. Lời sau cùng, bị cáo Kiên nói rằng đó là bản án rất nhục nhã. Bị cáo không nghĩ mình vi phạm đến mức phải loại trừ ra khỏi cuộc sống, loại trừ khỏi xã hội khi mới ngoài 40 tuổi. Bị cáo khẳng định trong ngày 1, ngày 2, gia đình sẽ khắc phục hết số tiền ông nhận hối lộ. Trong quá trình xét xử, bị cáo trình bày khi có thông tin cơ quan điều tra khởi tố vụ án, tâm lý bị cáo chịu sức ép rất nặng, bị cáo thường xuyên phải làm việc với cơ quan điều tra. Qua tìm hiểu quy định pháp luật, bị cáo biết tội nhận hối lộ là rất nặng, từ 20 năm chung thân đến tử hình. Bị cáo Kiên vừa nói vừa nghẹn ngào. Bị cáo bị ám ảnh vì mức án tử hình nên bị cáo sợ, bị cáo chỉ muốn chết để thoát khỏi áp lực đó. Do vậy, bị cáo có một thời gian điều trị trong bệnh viện tâm thần. Lời sau cùng, Phan Thị Kim Ngân, một bị cáo đã đưa hối lộ cho Phạm Trung Kiên nói rằng, khi nghe viện kiểm sát đề nghị mức án đối với anh Kiên, bị cáo bàng hoàng, vô cùng sợ hãi. Nữ bị cáo nói rằng, đã suy nghĩ suốt. Chỉ vì việc làm sai của bản thân ảnh hưởng sinh mạng người khác nên xin hội đồng xét xử, xem xét hình phạt cho bị cáo Kiên. Suốt quá trình diễn ra phiên xử, điều dư luận quan tâm là sau khi viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình thì liệu Phạm Trung Kiên có cơ hội thoát án tử hay không. Về vấn đề này, khoản 2, điều 5, nghị định số 03/2020 NQ-HDTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ có quy định. Trong quá trình tố tụng, người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ và đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử. Trong đó, chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ là trường hợp người phạm tội đã tự mình nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ sau khi phạm tội. Cũng được coi là chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham ô, nhận hối lộ đối với trường hợp người phạm tội sau khi phạm tội đã tác động để cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, những người thân khác nộp lại hoặc không phản đối việc cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em, những người thân khác nộp lại ít nhất 3/4 tài sản mà mình tham ô, nhận hối lộ. Hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm là sau khi phạm tội, người phạm tội đã chủ động cung cấp những tin tức, tài liệu, chứng cứ có ý nghĩa trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm liên quan đến tội phạm mà họ bị buộc tội, như chỉ đúng nơi cất giấu vật chứng quan trọng giúp cơ quan chức năng thu hồi được vật chứng đó, khai báo và chỉ đúng nơi đồng phạm khác đang bỏ trốn, khai báo về tội phạm và người phạm tội mới liên quan đến tội phạm mà họ bị buộc tội. Ngoài những trường hợp nêu trên, có thể xác định những trường hợp khác là hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.
Lập công lớn là trường hợp người phạm tội đã giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, truy bắt, điều tra, xử lý tội phạm không liên quan đến tội phạm mà họ bị buộc tội. Cứu được người khác trong tình thế hiểm nghèo hoặc cứu được tài sản có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên của nhà nước, của tập thể, của cá nhân trong thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn hoặc sự kiện bất khả kháng khắc, có phát minh, sáng chế hoặc sáng kiến có giá trị lớn, được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. Ngoài những trường hợp nêu trên, có thể xác định những trường hợp khác là lập công lớn, nhưng tòa án phải nhận định rõ trong bản án. Như vậy, trước khi hội đồng xét xử tuyên án, nếu Phạm Trung Kiên đã nộp lại 3/4 số tài sản đã nhận hối lộ, 3/4 của 42,6 tỷ đồng hối lộ là 31,95 tỷ đồng và được hội đồng xét xử ghi nhận một trong hai tình tiết là hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì về nguyên tắc, bị cáo này có khả năng thoát án tử hình. Trường hợp bị cáo không đáp ứng đủ điều kiện nêu trên và hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đến mức phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi xã hội, thì tòa vẫn có thể tuyên bị cáo mức án tử hình. Và sau khi đã bị kết án tử hình, nếu bị cáo đáp ứng đủ điều kiện về việc chủ động nộp lại 3/4 tài sản nhận hối lộ, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn, thì theo điểm C, khoản 3, điều 40 Bộ Luật Hình sự, hình phạt tử hình được chuyển thành tù chung thân. Đặc biệt, nếu bị cáo Kiên hợp tác khai ra người phạm tội giúp cơ quan tố tụng phát hiện và điều tra, xử lý người này thì bị cáo đương nhiên được áp dụng tình tiết hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm nói trên. Cộng với việc bị cáo đã chủ động nộp lại 3/4 tài sản nhận hối lộ, tình tiết này có thể giúp bị cáo thoát án tử hình. Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 4 2020, Chính phủ cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân hồi hương. Người dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly. Sau đó, các chuyến bay combo, người dân tự nguyện trả chi phí. Doanh nghiệp có nhu cầu tổ chức chuyến bay combo phải xin chủ trương của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố, nơi thực hiện cách ly công dân về nước. Hồ sơ sau đó được gửi về Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao để đơn vị này tổng hợp, lấy ý kiến tổ công tác 5 bộ, Ngoại giao, Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Quốc phòng. Từ đầu 2020 đến khoảng giữa năm 2021, Bộ Ngoại giao đề xuất Chính phủ phê duyệt 372 chuyến bay combo. Để có chi phí bồi trơn khi thực hiện các chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp với hơn 100 pháp nhân phải nâng giá vé, vé thêm nhiều chi phí phát sinh với khách hàng có nhu cầu về nước giữa đại dịch. Tổng số tiền đưa nhận hối lộ được xác định là 165 tỷ đồng.